15 giây nữa. Sắp xong rồi các bạn ạ. Xong, 15 giây. Ngực phần co các bạn. Và đánh răng. Khá dễ. Nhúng nhẹ hai chân, thủ trong này. Rồi nhúng nhẹ thủ thẳng cái dai. Bài thứ 8 các bạn ạ, còn 2 bài nữa thôi. Nếu không làm nhanh được, làm chậm như mình thôi. Rất là mỏi tay, mỏi chân. Đóng chân vậy gái. Trọng tay nhá. Ba lần cuối. Nhân núi. Các bạn mệt rồi thì các bạn không nhất thiết phải chạy lại. Các bạn chạy di chuyển được rồi. Còn 5 giây nữa các bạn ạ. Đừng bỏ cuộc nhá. Mình làm được. Mình làm được. Bài cuối cùng các bạn ơi. Bài cuối cùng ấy. Không đến nỗi mệt lắm. Hát vô bì các bạn ơi. Thở bì là như thế này các bạn. Hai mươi lăm giây nữa. Nhanh thôi. Nhớ đừng bỏ cuộc. Mình sắp xong rồi. Ok. Kết thúc. Do mình nó tay ngang vì nghe nhạc sẽ giúp mình phần chấn hơn, chứ đến động tác cuối mới giờ mỏi rồi. Thực sự bắt đầu vào hè rồi nên là chúng ta tập ra mồ hôi tập rất là phi. Các bạn thay vì tập một lần phải tập hai ba lần như mình thì sức không đành tập một lần rồi. Thời gian còn lại mình sẽ bật anh thì ra không phần nhiều. Bạn làm sao cho giãn người được, mình có thể cơ thể hôm nay của bạn chưa giãn lắm. Đây là thực ra một tác yoga chứ không phải bật anh. Bạn giãn phần này để phần cơ giữa của bạn cảm giác căng ra, rồi bạn căng lại để nó cong về dưới một loại. Cảm thấy thế nào cả? Tiếp tục. Vâng ạ. Mình đã từng xem các bạn yoga các bạn làm thì thường là cong hẳn người cơ, nhưng chúng ta chỉ đơn giản là
cho giãn người ra thôi. Cơm. Xuống chứ đi. Anh xuống bây giờ. Các bạn có thể thấy là này tập phan bụng mình, tập bụng mình nó phì ra, nhưng mà bạn thấy là nó căng lên, tức là nó có hiệu quả các bạn. Để giãn cơ giữa, giờ sẽ là vòi. Giãn cơ hông. Giãn cơ hông thì nó sẽ bổ hai phần hông này. Các bạn làm nhẹ nhàng không thì nó đề phòng trường hợp là nó cực một phát. Thì lần cuối các bạn tập Tabata và hít. Tiếp tục. Có giãn. Sang hai bên. Xong các bạn nên nghỉ, vào tầm 1 đến 2 phút cho các bài tiếp theo và nghỉ ngơi khu ngầm đi tắm. Thực tế thì mình sẽ giữ cho cơ thể vẫn căng người ta một lúc, bởi vì mình cảm giác nó chưa hẳn đã phê. Đó khi các bạn cảm giác tập chưa đủ vẫn làm được, chửi tốt. Mày đã giữ người thả lỏng người nhưng mà vẫn giữ thăng bằng, bạn sẽ thích. Tư thế này là tư thế con mèo, nó một tư thế cổ thể Ai Cập, nó gần như là tư thế tự nhiên của bất kỳ loài vật nào. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn vào buổi tập sau.